Múc băng cá chích trứng và cá hồi sashimi cùng Thái vào ngày Tết chúng tôi nha. Hôm nay Thái có cá hồi, cá chích 3 màu, rất là ngon luôn. 3 thanh, cả nhà có thể lựa chọn màu tùy thích mà chỉ có 300 cạnh thôi. Cả nhà mình chốt đơn ở phở bò Thái nhà biển nha. Hôm nay Thái sẽ ăn thử cá hồi nha. Ngon lắm nha cả nhà ơi. Cá hồi thì béo, cá chích thì ngon. Thêm theo topping của Thái nhà biển tặng kèm nữa. Khi cả nhà mua 1 kg tặng thêm một bịch dông nho ăn kèm nữa. Giờ chúc cả nhà mùa trung thu ấm áp và vui vẻ bên gia đình nhà mình nha. Chúc Tết trung thu vui vẻ.